Con có thích đi diễn không? Thích không? Có. Có, em thích mà. Con có thích hát không? Tại vì chú Lâm thấy con là con hát nhép không à, chưa thấy con hát. Hả? Anh đừng có bắt lại hát. Sao vậy? Có một lần ba ơi, con mới đi học về chỗ con tự. Con tự nghĩ ra một cách hát của một cái bài hát hay lắm. Ba nghe con hát đi. Và từ đó em nghe xong cái em nói thôi con bỏ về cái là không cho nó hát luôn hả? Sao vậy con? Con nghĩ ra một cái cách hát khác người ta hả? Dạ. Yeah. Từ một cái bài em thấy nó cũng quá nổi tiếng, quá dễ thương. Mà khi mà bé hát xong thì em cảm nghĩ là thôi tác giả nó sẽ buồn. Con không có năng khiếu. Đâu, con hát thử chú Lâm nghe coi. Con để chị hát đi. Ồ, đúng vậy luôn á. Ta có phút biểu diễn mà. Hả? Sẽ hát mà đếm sao. Đếm sao là một ông sao sáng phải không? Dạ. Hay quá, rồi. Vô. Một ông sao sáng, hai ông sao sáng, ba ông sao sáng, sáng kia mùa ăn gà, bốn ông sáng sao, kỳ năm ông sao sáng, kỳ sáu ông sáng sao, trên trời cao. Trời ơi. Con ơi, sao trên trời mà sao mà con sao mà sao con phát hiện ra một cái nét diễn mà nó không một cái nét diễn, một cái diễn rất là nó kỳ bí, nó kinh dị, nó hơn má rồi con à. Trời ơi, nữ hoàng quán hốt. Quán hốt tức là nó là coi như lên sân khấu muốn làm gì làm á, mà lên coi như là cái gì người ta không làm được là mình làm được hết á. Một cái bài hát của người ta dễ thương. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Một ông trời ơi, làm tôi hết rồi. Không, bé này có khả năng hài lắm luôn á. Con còn bài khác không? Không, có một bài đó xong rồi từ ngày đó ba khóa luôn cho nên cái con được âm nhạc cho tập hả? Dạ, khóa luôn được nhạc nhỏ. Bài nó dễ thương mà. Mà có cái bài này con quay clip chưa? Dạ chưa. Quay đi con, bài này hit nữa nha. Hot nha con. Nha. Phải đâu, ba sai lầm rồi. Tại sao không cho nó hát? Thật ra nó hát đâu có bị trên đâu. Nhưng mà tại vì nó thái quá. Cái thái độ của nó đó. Nó thái quá trong cái đồ diễn xuất thôi, hiểu không? Em cảm thấy em sợ. Còn em hát mà đôi khi em cũng muốn sợ. Anh ở nhà rồi bé có cái tật xấu gì không? Rồi từ nhỏ rồi có sợ gì không anh? Dạ sợ có một sợ cung một cô thủy, cô đó là cô phù thủy nhưng mà không dám nói cô phù thủy tại vì cô nói ra cô phù thủy là cô sợ phù thủy sẽ tới. Kêu cô phù đi. Dạ thôi. Tới bây giờ là chị vẫn cảm thấy là ví dụ như đi đâu mà có camera mà ví dụ như mà mình làm chuyện xấu là cô thủy nó sẽ phát hiện ngay. Cô thủy đó sẽ biết và sẽ gọi điện thoại về cho ba liền và ba sẽ có cách giải quyết. Rồi rồi con có sợ cô Google không? Đó là cô đó đó. Ủa là cô đó là hả? Cô đó đó là cô đó là đó. Google đó hả? Là nói cho ba nhắn một chỗ nào. Cô trả lời liền cái chữ. À cô trả lời liền. Đó. Mình chỉ cần nhắn hỏi cái là cô trả lời liền cái câu đó luôn. Ghê thiệt, cái cô đó lợi hại thiệt, trẻ em nhiều bạn sợ lắm. Chỉ được một cái là chị lên trường chị không phá. Có một lần là chị cô giáo lớp 1 gọi về. Ba ơi, bối rất mơ màng. Cái mình hỏi ủa tại sao là mơ màng? Là chỉ ví dụ như là cô ơi cho con xin đi vệ sinh. Thì cái lúc đi á thì từ lớp đi xuống cái nhà vệ sinh thì một đường thôi. Nhưng mà đi về á là chị sẽ đi qua lầu 1 lên lầu 2 vòng qua lầu 3. Chị đi vòng vòng, chị làm giám thị hết nguyên cái trường đó chị mới vô lớp của chị. Trời ơi. Thế cô mới thấy lạ. Cô mới nói là ủa tại sao mà bé đi về lâu vậy? Cái hôm đó cô mới rình theo thì cô mới thấy chị đang đứng ở lan can, chị mơ mộng một cái gì đó. Là con mơ mộng vụ gì vậy con? Đang ý tưởng clip, quay clip trong đầu hay sao con? Đó đang mơ mộng nè. Nè. Rồi sẵn ngày hôm nay đông đủ hết, chú Lâm có một cái clip bí mật dành cho con. Và bây giờ hai ba con đã sẵn sàng coi cái clip đó chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi xin mời tất cả mọi người xem clip bí mật. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Trâm, mình là vợ, mẹ. Ủa mẹ đẹp hai quá. Hai cái bạn đang ngồi ở dưới á. Bảo ơi, con chào mọi người đi. Mấy chào mọi người, con là Bảo, con là em. Đẹp quá hả? Bố, thấy bạn không? Hai cái bạn ở dưới đó dám trốn hai mẹ con mình đi lên TV. Hôm nay mẹ nghĩ ra rồi, mình quay cái clip này nè. Mình kể tội xấu hai bạn đó. Tất cả mọi người đều biết luôn.
Hôm nay hả? Gia đình mình á, con thấy chi nào ấy khe. Nào phê. Khe mình là phê gì? Phê đẹp. Còn phê chứ đó? Phê xấu là phê thích ăn. Đúng, chính xác. Hai bạn chứ đó cực kỳ tham ăn, đặc biệt là bạn ba. Bạn ba nè, vừa tham ăn nè, ăn cơm xong nè, không có chịu phụ mẹ dọn dọn chén đĩa xuống nè, hương nè, giặt đồ xong nè. Biết đó là công việc đó là công việc của vợ đi, nhưng mà ai lâu lâu con chồng cũng phải phụ giúp thì vợ mới vui làm đúng không? Còn cái bạn muốn vui á thì sao? Tính sao sao? Thèm ngủ tham chẳng biết miếng. Trời ơi, chẳng biết miếng nữa. Hai mẹ con mình đi hẹn hò. Mình đi hẹn hò thì mình đi đâu nè? Đi mua đồ, đi uống trà sữa. Trời ơi, còn đi shopping nữa. Shopping mình tốn nhiều tiền lắm. Mẹ cũng hơi buồn buồn á, đúng không? Kể tội hai bạn này á, kể tới sáng cũng không hết. Vừa xấu nè, vừa nhiều tội nè, vừa thăm ăn nè, vừa nói chung là xấu tính lắm. Thôi mình ngừng tại đây đi ha. Kể tội vậy được rồi. Hai mẹ con mình chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Con chào mọi người đi. Bye bye. Bye bye. Dễ thương quá à con. Con thấy ba mẹ ý lộn mẹ với em kể tội vậy là con thấy làm sao, cảm xúc con giờ làm sao? Con là... không biết luôn hả? Bất ngờ luôn hả? Dạ. Đúng không con? Con không biết quay khi nào quá. Vậy hả? Nãy em nói là ngủ chạy đất miếng đúng không? Ghê quá à. Trời ơi. Có ngủ đâu. Chạy đất miếng không? Con ngủ, con ngủ ngủ dài. Dạ, thường là con ngủ ở dưới đất với ba. Bình thường là con ngủ với dì con với em. Vậy hả? Rồi sáng cái nào con thấy một vũng nước không? Tại vì tối dù nhiều khi mình không biết đó, mình dậy cái mình thấy vũng nước. Là có nào con thấy không? Bà giấu cho con không được. Ơ cái này nè, bảo bảo không sợ ơi. Cái lời du khống thôi. Mai ngủ liền con không chạy đứng miếng. Trời ơi, ủa mà nhà lạ vậy, nhà chia hai phe vậy hả? Một phe đẹp, còn một phe thì xấu. Cái phe đó hôm nay chắc nói lộn, phe đẹp là bên mặt. Bây giờ hả? Không, cái gì với cái đó chị không, chị không đồng ý. Phe kia đẹp, phe kia đẹp. Phe kia đẹp hơn. Nhưng mà phe này có duyên. Phe này duyên mình có duyên dáng đúng không? Duyên dáng. Mình không đẹp bằng nhưng mà mình duyên dáng. Rồi sao nãy mẹ kể tội rồi thì giờ ăn uống rồi không có rửa chén phụ. Là sao vậy? Cái đó cũng là em nghĩ là lời du khống thôi anh. Du khống, lại là du khống. Dạ đúng. Tại vì bây giờ là phiến diện một bên thôi. Để bữa nào ví dụ số sau mời hai mẹ con kia lên để đối chứng đúng không? Dạ. Tại vì chắc lúc đó quay là không có ai cho nên muốn nói gì. Muốn nói thì nói. Nó nhăn nó cụi, nó khùng nó điên. Đúng không? Không, em không nói câu sau anh nói nha. Dạ. Ôi tôi phụ ông mà ông nha. Trời ơi, ông sợ vợ ông ơi. Tôi phụ ông chết luôn mà ông phải không? Nó khủng điên. Không. Là sợ vợ mẹ ơi. Không. Em không có sợ vợ. Sao mặt sẽ lè vậy? Không có nói vậy. Make up đánh hơi quá. Đánh mặt hơi ta tái nha. Rồi. Lại đổ lỗi cho make up rồi.